Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Hôm nay sẽ trở lại với các bạn qua một cái tiết mục là khoe màu xe cho một cái mẫu xe mới vừa ra mắt ha các bạn. Đó chính là Kia Sportage đời 2022. Thì nhiều thông tin các bạn đã biết là với cái mẫu xe này nó có tới 8 phiên bản lận, rất là nhức đầu. Và trước mặt các bạn đây là phiên bản thấp nhất, phiên bản Kia Sportage Luxury máy xăng ha các bạn. Phiên bản thấp nhất có cái giá bán là 900 triệu chưa lăn bánh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng vừa ngắm màu xe của ngắm phần ngoại thất nội thất ở trên cái phiên bản thấp nhất của Kia Sportage ha các bạn, để coi nó có khác cái gì, để coi các bạn có nên dừng ở cái mức thấp nhất hay không, hay là nên tiến lên những phiên bản cao cấp trước nữa. Đó. Thì đây là cái phiên bản Kia Sportage máy xăng ha các bạn, phiên bản luxury, động cơ 2 chấm cho công suất cực đại là 154 mã. Đó. Thì đây là cái phần ngoại thất của phiên bản máy xăng 2.0, phiên bản thấp nhất luxury ha các bạn. Thì ở phần đầu xe các bạn vẫn có cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, thiết kế mũi hổ, phân làm 2 tầng, lưới tản nhiệt phân được 2 tầng. Phần lưới tản nhiệt trên đó các bạn, ở phiên bản thấp nhất á, thì nó làm những cái lỗ thông gió nó hơi rộng. Các bạn nhìn vô sẽ cảm giác cái dàn, cái lưới tản nhiệt này nó hơi thưa ha. Đó. Và các bạn cũng sẽ ở phiên bản thấp này không có đèn sương mù luôn. Đó. Không có cam 360 độ luôn. Nhưng mà cái dàn bumper đi theo vẫn là đen bóng nè, mạ chrome nè các bạn, là mạ chrome đen bóng nè. Đây là màu trắng ha. Thì phải nói là cá nhân Phương, cái con mắt của Phương nhìn cái màu trắng ở trên cái mẫu xe này các bạn, Phương thấy nó khá thường. Nếu mà ai thích Sportage, các Phương khuyên các bạn chọn những cái màu, nói chung là chọn bất kỳ một cái màu nào đó đi. Còn màu trắng nó hơi khá thường ha các bạn. Mâm đi trên phiên bản thấp nhất thì các bạn vẫn có mâm 19 inch dành cho 8 phiên bản luôn. Mâm thiết kế kiểu màu đen bóng ha các bạn. Và cái dàn bumper dưới các bạn ở dành cho máy xăng vẫn là màu đen bóng luôn. Đối với cái phiên bản, những cái phiên bản X-Line á các bạn, những phiên bản Signature X-Line á, thì cái dàn bumper dưới này mới là nhựa xám. Thì cái dàn bumper đen bóng này kết hợp với những cái thanh chrome ở dưới đây nữa. Tay nắm cửa đồng màu ha. Bản thấp nhất thì các bạn cũng không có ba ga mui, không có cửa sổ trời, không có cam 360, rất thường. Phần đuôi xe thì sao? Phần đuôi xe nè các bạn, các bạn có cam lùi ha, có cảm biến lùi. À, và cớp mở bằng cơ nha các bạn, cớp không phải cớp điện. Nội thất đen ha các bạn, trên phiên bản 2.0 luxury máy xăng này là nội thất đen. Cớp sau đóng bằng cơ, không có điện. Rồi, chúng ta vào phần nội thất luôn ha các bạn. Đây, nội thất của phiên bản thấp nhất các bạn nhìn. Không còn giảm chi tiết da lại, thay vào đó là nhựa. Các bạn được trang bị 6 loa thường. Ở đây nội thất đen, nội thất đen thường sẽ đi với trần là bọc kem. Đó. Da ở trên cái bản thường cũng cho một cái cảm giác nó cũng không gọi gì là tốt mấy ha các bạn. Đó. Vẫn có hộp làm mát phía sau ha. Cơ bản mà. Màu trắng. Nhìn tổng quan màu trắng nè các bạn. Rồi, ghế tài, chúng ta sẽ có gì ở ghế tài đây? Ghế chỉnh điện, à, không có nhớ ghế ha. Đây nhựa, chỗ này mộc da, nhựa hết. 6 loa thường. Các bạn vẫn có gì? Phanh tay điện thử nè, cân bằng điện tử nè. Và các bạn vẫn được có cái màn hình cong ha. Cái màn hình giải trí bên đây vẫn là cái kích thước là 12,3 inch. Và cái màn hình hiển thị thông số bên đây các bạn thì nó giảm lại ha, chỉ còn có 4.3 thôi. Và chúng ta sẽ có cái cần số cơ chứ không phải núm dạng xoay nữa, mà cần số này giống trên K5 ha các bạn. À, các bạn vẫn có auto hold nè, cam nè, cảm biến nè. Và không có sưởi ghế hay làm mát ghế gì ha các bạn. Còn đây là chỗ ghim sạc USB. Đó.
và đây là chìa khóa. Nói chung bảng thấp nhất trên Kia Sportage nó rất là cơ bản các bạn. Nó không có một cái gì luôn á. Nó không có gì mà nó thậm chí Phương còn thấy nó thua cái bảng thấp nhất trên K5 nữa chứ. Trên K5 bảng thấp nhất vẫn có K360. Đó các bạn. Ở phần đầu xe thì các bạn trang bị được đèn full LED ha. Tuy nhiên ở bảng thấp nhất không có đèn sương mù. Và Phương cũng không thấy có cảm biến trước luôn. Hơi bị tệ á. Và ở cái màu trắng á các bạn, thì những cái đường gân guốc như vậy, những cái đường sắc cạnh như nè, nhìn không, nó không có ấn tượng mấy ha. Nói chung ở bảng thấp nhất thì Phương thấy nó hơi bị trơ trọi luôn á các bạn. Cơ bản thôi. Cực kỳ cơ bản thôi. Mã màu trắng sẽ có cái mã là GWB nha các bạn. GWB bì phở. Nếu mà lấy bảng thấp nhất, Phương thấy làm lại cũng hơi bị nhiều các bạn, cũng hơi đuối. Đuôi xe. Chúng ta coi cái bên đây. Đèn. Đối với cái cửa trên Kia Sportage đó các bạn không có đóng gì được. Không đóng gì được, các bạn phải dùng lực đẩy nó vô luôn. Trên chiếc nào cũng vậy các bạn. Nên các bạn đừng có thấy lạ. Phương nói trước luôn cho các bạn biết. Cái chất liệu da của trên các bạn thấp nhất cũng thấp nữa các bạn. Không có êm. Và chất liệu nhựa nữa nè. Sần. Chỉ duy nhất cái lẫy mở cửa là vẫn còn giữ nguyên của các bản cao cấp trước. Quá thiếu nhiều thứ ha các bạn. Vẫn giữ được cái nét ngoại thất nói chung với các bạn, trong 8 phiên bản á, thì những cái phiên bản nào mà có chữ X-Line á, thì các bạn sẽ thấy có cái dàn bumper nó khác. Cái kiểu mặt này, cái kiểu phần đầu nó khác. Còn ngoài ra tất cả nó sẽ giống nhau với cái kiểu thiết kế này ha các bạn. Có nghĩa là dàn bumper dưới là đèn bóng nè, đi với những cái thanh mạ chrome sẵn nè các bạn. Nó nẹp những cái thanh mạ chrome sẵn nè. Đó, nhìn nó sang hơn một chút xíu. Xăng. Xăng kia này thì xe dần thì các bạn ấn vô thôi ha. Thì xe chạy nó sẽ khóa lại. Và cái viền cửa kính này nè các bạn. Cái viền cửa kính này trên phiên bản thấp nhất nó sẽ là thanh mạ chrome. Còn ở những phiên bản cao cấp ở đây sẽ là đen bóng luôn. Để Phương coi coi. Ở trên là đen bóng, ở dưới là mạ chrome các bạn. Nè, ở trên là đen bóng. Cái viền ô kính các bạn, ở trên là đen bóng, ở dưới là mạ chrome. Thật sự là hơi thất vọng với cái phiên bản Sportage thấp nhất, phiên bản thấp nhất các bạn. Hình như cắt hơi cực kỳ hơi bị nhiều luôn. Với cái giá bán của nó hiện tại bây giờ là 900 triệu. Mà Phương cùng các bạn đi dạo quanh một vòng thì nhìn thấy là rất là nhiều thứ nó bị cắt. Ba ga mùi, cửa sổ trời, cốp điện. Các bạn, cam 360. Nội thất thì các bạn được màu đen. Nhưng mà nội thất của phiên bản thấp nhất thì nhiều chi tiết thay thế bằng nhựa, vô nhựa rồi. Cũng thường hơn nữa. Màn hình thông số. Nói chung là cắt hơi bị nhiều đó các bạn. Chỉ còn lại những cái cơ bản. Rồi, đó là dạo quanh một vòng cùng các bạn với mẫu xe Kia Sportage phiên bản máy xăng Luxury ha các bạn. Có giá bán là 900 triệu.
Thì, clip tới đây cũng khá dài ha, xin hẹn và gặp lại các bạn ở những clip lần tới. Những clip lần tới thì Phương coi coi nó có cái màu nào đặc sắc về, Phương sẽ lên sóng liền cho các bạn ha.